Chào đồng chí. Anh là ai ạ? Tôi làm bên hình sự thôn. Nghe bà Bay đây nói anh tải game crack cho khách chơi và cài win lậu, chúng tôi đến để kiểm tra. Đúng rồi đấy anh ạ, anh phải kiểm tra kỹ vào. Dạ đây ạ, em mời anh vào kiểm tra. Đúng rồi, chỗ đấy đấy. Máy móc của em chạy toàn là quy trình phải gọi là 5 sao đấy anh đấy, đúng không? Đúng rồi đấy. Chúng tôi đi về nhá. Chào anh ạ. Từ từ đã. Tôi đi vào đây đã. Nhớ thở ra. Không, ta không tin là mày dùng máy xịn. Mày lấy đâu ra tiền? Bảo vệ đâu? Đây ạ. Lên. Đừng mơ Khánh ơi. Tha cho mẹ đi. Không. Để tình mẹ con với nhau. Tha cho mẹ đi mà. Bọn kia, dừng lại. Chúng mày là một lũ bất hiếu. Lão già, đi ra đi. Chúng mày không xứng đáng làm con của mẹ mày. Mày có biết là mẹ mày phải mang nặng để đau 9 tháng 10 ngày, bao nhiêu công lao gian khó để có thể sinh ra được con ngày hôm nay không? Được rồi, để tao cởi trói cho mẹ mày. Bác cứ để cháu ạ, cháu biết lỗi rồi. Nhân dịp ngày Black Friday, quán net bất ổn có chương trình sale. Tất cả những người chơi đều được miễn phí. Ai thích lấy cái gì về cũng được. Đặc biệt lại còn có quà mang về nhá. Cơ hội của mình đây rồi. Ô, quán net hôm nay vui đấy nhở? Dạ, mời anh vào ạ. À, cho anh vào nhá. Vâng, anh vào đi. Cho cô vào nhá. Từ từ đã. Bà cô bốc mùi quá, không vào được đâu. Cô có mùi gì đâu nhở? Là mùi nghèo đó. Đây. Dạ, mời thượng đế vào ạ. Này, cháu ơi. Dạ. Ở đây thích lấy cái gì về cũng được ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế thì cô xin. Cô xin nhé. Này. Từ từ đã. Mẹ ôm cái gì về kia? Sao bọn mày bảo là thích lấy cái gì về cũng được cơ? Thế mẹ không biết hôm nay là ngày gì à? Hôm nay là ngày gì nhở? Là ngày cá tháng 4 đó. Bảo vệ đâu? Đi ngay ra kia thám thính cho tôi đi xem nào. Nhưng mà... Bà ơi, tôi thấy chúng nó đang lắp đặt hệ thống phòng thủ gì ấy sao ấy. Bà đến đây nhanh nhá. Đâu? Nó đâu? Thì hôm nay tôi xin dành tặng cho tất cả các bạn một bài hát. Hay quá. Thì ra chúng nó định tổ chức tiệc tùng à. Ông ra kia canh ổ điện cho tôi. Lúc nào tôi ra tín hiệu thì rút ra, biết chưa? Anh giải quyết lương cho bọn em đi. Mấy tháng nay làm việc không công ngủ. Cho anh nợ đốt tháng này chứ dạo này kinh doanh khó khăn quá. Nhưng mà ủa rồi bây giờ anh phải đi du lịch ấy. Có bọn em. Thế nào rồi? Tao với chúng mày không thể như thế này mãi được. Phải ngồi xuống bàn cách làm giàu thôi. Thế ông có kế hoạch gì chưa? Hình như 4 giờ chiều nay ông chủ đi ra khỏi nhà. Anh em mình tập trung đông lực trên quán net, biến máy chủ thành của mình, mang toàn bộ dàn máy ra ngoài và bỏ trốn. Được đấy. Này nhá. Nhanh lên không ông chủ về chết cả nút bây giờ. Anh em làm cái gì mà lại chăm chỉ thế này? Em tưởng anh đi du lịch thế này em dọn dẹp lại quán ấy mà. Đâu, anh thấy mấy tháng nay các chú vất vả quá nên ra kia rút tiền lương cho các chú ấy mà. Thật à? Em đợi ơn anh. Đấy, anh đúng là ông chủ tốt của mình. Đây, anh trả trước cho mỗi chú 20, còn 10 triệu anh nợ đã nhé. Mẹ tránh ra. Mẹ quá đáng. Mày đi ra chứ. Mày không được lấy bất kỳ cái gì ra khỏi đây cả. Con rời đây đồ, con rời đi. Không để mẹ phải đuổi đâu. Được, tao cho mày 5 phút, nhưng 2 phút nữa mày phải lượn ra khỏi nhà tao. Bắt đầu. Mẹ. Mày không được lấy cái túi này. Đây là túi thời sinh viên của con mà. Trả con đây. Không được. Cái túi này mày không được lấy. Trả con đây. Dạ, mẹ vẫn giữ tấm ảnh từ hồi học tiểu học của con à. Con, mẹ,
Tại sao mẹ lưu mỗi cái ảnh này? Không phải đây là bức ảnh quý giá nhất của mẹ không? Tại điện thoại của mẹ hết dung lượng rồi. Mà máy mẹ là iPhone 16 cơ mà sao dùng gì mà đã hết dung lượng rồi? Chỗ còn lại ta lưu ảnh em trai mày ấy mà. Nguy to rồi anh ơi, nếu lúc anh không ở nhà, mẹ dân đàn em lấy mất con chip máy chủ rồi. Cái gì? Mất hết rồi. Ta sẽ đòi lại tất cả. Anh không thể như thế mà đi được. Để em đi cùng, yểm trợ phía sau. Tất nhiên rồi, xe làm chó thì có xăng. Bây giờ chúng nó canh phòng gắt gao quá. Bây giờ mày đánh lạc hướng đi, để ta đột nhập vào. Ok anh. Anh ơi cho em hỏi đường vào tim anh. Đây, ở bên này. Tao cũng bất ngờ khi mày vượt qua được hệ thống đèn cảnh báo của tao đấy. Con mặc cái áo của nhà Tokyo Line này vào ấy thì 98% tia UV độc hại con loại trừ được, chứ dăm ba cái đèn cảnh báo của mẹ không ăn thua. Thanh, chạy đi, em giữ chân mẹ rồi. Cứ bỏ ra. Đừng lo cho em, cứ chạy đi. Bỏ ra. Thế còn em thì sao? Cứ chạy đi. Mình không thể bỏ em trai mình lại được. Cá lắm con trai của ta.